Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2019 Kính mời các bạn xem bản tin Thiếu nữ Việt mộng đến anh không thành thùng kẽm lạnh gửi miền trung thương nhớ Vâng trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh rất đau thương Đó là việc 39 người Việt Nam gồm có thanh niên, thiếu nữ và trẻ em Đã bị chết, ngạt và chết cóng trong chiếc container đông lạnh tại Anh Và điều này đã gây ra tiếng vang rất lớn trên thế giới Với việc Việt Nam giờ đây đã trở thành nơi rất nhiều nạn nhân buôn người đã phải chịu đựng cái sự đau khổ cũng như sự chết chóc. Và trong số 39 nạn nhân người Việt Nam uh, tại Anh đã bị đông lạnh thì nhiều người trước đó đã trốn sang châu Âu mới thấy được sự khác biệt uh, với những gì mà những kẻ buôn người uh, và môi giới cho chuyến đi đó đã miêu tả tại Việt Nam cho họ. Và báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về những phân tích này như sau. Thiếu nữ Việt vụ 39 người chết ở Anh sang Tây mới biết toàn màu đen. Đây là hình ảnh người thân thắp hương bên bàn thờ của Bùi Thị Nhung, quê ở Nghệ An. Một trong những người trẻ nhất, vụ 39 nạn nhân thiệt mạng trong thùng xe tải ở Anh từng viết một tháng trước khi thi thể của cô được phát hiện rằng cô thấy châu Âu không hoàn toàn màu hồng như từng nghĩ lúc còn ở Việt Nam. Ở nhà cứ tưởng sang Tây màu hồng, cô Bùi Thị Nhung viết trên Facebook cá nhân hôm 20 tháng 9, 5 ngày sau khi tới Đức, sang rồi mới biết toàn là màu đen và theo một thông tin chúng tôi cũng đã điều tra tại Đức thì cô cũng đã có thời gian ngắn ở Berlin và đi trông trẻ cho những cái người ở đây nhưng không biết vì lý do gì mà cô ta đã phải tiếp tục đi từ Đức sang Bỉ và sau đó đã bị chết ở Anh. Và hành trình từ Việt Nam sang Trung Quốc cũng đầy bí ẩn và tại châu Âu khi đến đặt chân đến nơi thì họ thấy rất cô đơn và thất vọng. Gia đình cô Nhung cho biết rằng cô từ Việt Nam sang Trung Quốc hồi tháng 8 trong hành trình dài ngày tới châu Âu. Tuy nhiên, thiếu nữ nữ này không đăng tải trên mạng xã hội bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào khi cô ở quốc gia đông dân nhất thế giới này, tức là ở Trung Quốc. Khi thay hình ảnh đại diện ngày 29 tháng 8, cô Nhung bày tỏ với mẹ trong dòng trạng thái về sự cô đơn. Mọi thứ ngoài xã hội thật đáng sợ, mỗi ngày một lo lắng, ngày hôm nay thì luôn cố gắng vượt qua và mong qua khó khăn để bước tiếp cho ngày mai. Ngày mai cũng vậy, con nhớ nhà, cả nhà và con muốn thời gian trôi thật nhanh để về với mẹ. Cô tâm sự như vậy. Và thiếu nữ 19 tuổi viết và trả lời rằng cô đang ở Sài Gòn khi được bạn bè hỏi thăm trên Facebook của mình. Và cảnh sát Anh và châu Âu cũng đang tiếp tục điều tra hành trình của những người Việt Nam này đã đến Trung Quốc ra sao và các nạn nhân đã được đi đưa từ Trung Quốc sang các nước châu như thế nào. Ở đây là hình ảnh của nạn nhân Bùi Thị Nhung bên trái và chị gái là Bùi Thị Loan bên phải. Chưa rõ là cô Nhung đi bằng cách nào sang Trung Quốc từ trung tâm tài chính của Việt Nam. cả Việt Nam và Anh vẫn đang điều tra vụ việc vốn đang thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế nhiều ngày qua. Cô Nhung viết lần cuối cùng trên trang Facebook của mình vào ngày 21 tháng 10. 2 ngày trước khi cảnh sát Anh phát hiện thi thể của cô cùng với 38 người Việt Nam khác, trẻ nhất có người đến 15 tuổi, trong thùng xe tải đông lạnh tại Anh. Trưởng thành là khi mình biết cách giấu muộn phiền vào trong bóng tối, bước ra đời chỉ biết nở nụ cười tươi thôi. Cô Nhung đã biết như vậy và trả lời trả lời thêm rằng cô không ổn khi một người bạn hỏi về tình hình của cô trong phần bình luận phía dưới. Trước đó 3 ngày, cô Nhung cũng đăng tải một loạt các hình ảnh mà cô nói là chụp ở Pháp. Nhưng theo tìm hiểu thì những tấm ảnh được chụp ở Bỉ, nơi tin cho hay cô gái xứ nghệ lên chiếc xe tải chở container đông lạnh để đến Anh và sau đó đã được tìm thấy trong số 39 nạn nhân đã bị chết trên chiếc xe container đông lạnh này. Và cô gái Việt Nam cũng rất nhớ thương những người thân đang ở trong nước khi họ ở một quãng thời gian rất xa và không biết lúc nào có thể trở lại được Việt Nam và hiện chưa rõ lý do vì sao cô Nhung thay đổi họ cũng như tuổi thật của mình trên trang Facebook và không rõ cô có được yêu cầu phải che giấu thông tin về hành trình của mình hay không. Đây là những điều tra của phóng viên. Những dòng trạng thái của cô Nhung viết hoặc chia sẻ trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 thể hiện sự nhớ thương người thân ở quê hương, nhất là người cha đã qua đời vì bệnh tật. Chuyện tiền bạc cũng hay được thiếu nữ này nhắc tới. Cô viết, xứ xa con ăn đầy đủ lắm mẹ, đừng nghĩ nhiều chỉ là không được ngon như mẹ nấu ở quê thôi, ai cũng quan tâm con khi những và mong muốn có rất được nhiều tiền, không như mẹ chẳng cần gì vẫn đủ mọc con, chúc mẹ luôn bình an. Cô Nhung viết hôm 19 tháng 10 nhân ngày phụ nữ Việt Nam tức ngày 20 tháng 10. Và đây là hình ảnh của cô. Những người Việt Nam đã ra đi vì muốn có cuộc sống tốt hơn ở nơi nước Anh và kiếm được tiền gửi về cho gia đình, nhưng cuối cùng thì họ đã phải bỏ mạng nơi xa xứ. Trả lời trên kênh truyền hình ITV của Anh tháng trước, anh trai của cô Nhung nói rằng em mình muốn uh, tìm đường đến Anh để kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Nhà đói nghèo, bố mẹ mới mất, uh, bố mới mất, khổ, em sang kiếm tiền về trả nợ cho mẹ, mẹ già, người anh trai đã nói như vậy. Trong một bài viết được nhiều tờ báo đăng tải hồi tháng 9, đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Chris Watt nói rằng những người Việt Nam di cư trái phép sang Anh là họ lựa chọn ra đi với mong ước về một mức thu nhập có thể trả nợ và nuôi sống gia đình. Nhưng họ không lường trước được rằng ở mảnh đất bên kia địa cầu, nếu họ chỉ là lao động trái phép, họ chính là những nô lệ thời hiện đại. Ông Wood đã viết như vậy. Và người thân của các nạn nhân tại Việt Nam muốn nhận nguyên xác con và cháu mình về để nhìn mặt lần cuối trước khi đem đi mai táng nơi quê hương. Và đây là hình ảnh của bà hiện, mẹ của nạn nhân Bùi Thị Nhung đang rất thương nhớ con gái và bà ở Nghệ An. Tâm sự với người cha quá cố hôm 4 tháng 10, cô Nhung viết: "Mẹ ở nhà đang phải lo trăm việc, bao nhiêu thứ mẹ phải suy nghĩ, vì thế con chẳng muốn mẹ phải phiền lòng vì con. Con cứ mông lung trong cái đống hỗn độn do con tạo ra, con bất lực nhìn ngày qua ngày và con vẫn chưa có gì trong tay, con sắp ngạt thở trong cái bầu không khí này rồi bố ạ. À. Bố có thể giúp con không?" một mình như thế này, con hoang mang lắm. Cô đã tâm sự như vậy. Bà Hiện, mẹ của Nhung nói rằng nguyện vọng của bà là thi thể của con được đưa về Việt Nam thay vì nhận cho cốt để bà có thể nhìn mặt con lần cuối. Và hiện nay chính phủ Anh vẫn chưa công bố quyết định cuối cùng về cách hồi hương của 39 thi thể người Việt rằng sẽ thiêu và đưa về Việt Nam hay là đưa nguyên thi thể về tại Việt Nam. Hàng xóm của gia đình Nhung, anh Nguyễn Đình Tứ, 26 tuổi cũng thiệt mạng trong thùng xe tải ở Anh. Cô Hoàng Thị Thương, vợ anh Tứ cho biết rằng cô cũng có nguyện vọng như bà Hiện, đó là muốn đưa xác chồng về Việt Nam. Nhưng bà hiện tại vẫn chưa có ngày về chính thức và họ cũng chưa nói gì cả, cô Thương cho biết như vậy. Trong thông cáo ra ngày 8 tháng 11, công bố tên tuổi cụ thể của 39 người chết, cảnh sát hạt Access của Anh cho biết rằng việc tham vấn về chuyện hồi hương những người đã chết đang diễn ra và cho rằng chính phủ Việt Nam và Anh đang phối hợp để đạt được điều này. Và cũng giống như vụ 39 người Việt Nam bị chết trong container đông lạnh tại Anh đã từng trước đó đã từng xảy ra những trường hợp tương tự như vậy. Và đây là hình ảnh chiếc xe container chở cà chua với 58 người Trung Quốc bị chết ngạt vào năm 2000 khi trốn sang Anh. Để gần lại chúng ta sẽ thấy chiếc xe container này. 39 nạn nhân nhìn lại vụ 58 người Trung Quốc chết ngạt vào năm 2000 Năm 2000, 58 người Trung Quốc chết ngạt trong một chiếc xe tải ở cảng Dover khi đi lậu vào nước Anh. Tài xế người Hà Lan sau đó bị tòa Anh kết tội ngộ sát và chịu án 14 năm tù. Một người phiên dịch Trung Quốc bị tội cấu kết, chịu án 6 năm tù. 9 thành viên khác của nhóm buôn người sau đó cũng bị án trong tù trong phiên tòa ở Hà Lan. Vụ việc xảy ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2000, 58 thi thể người Trung Quốc được tìm thấy trong xe tải trên chuyến phà đi từ Zeebrugge, Hà Lan đến Dover, Anh và họ bị chết ngạt. Cho đến ngày 20 tháng 9, 58 nạn nhân mới được xác nhận danh tính toàn bộ, những người này là dân tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Điều tra cho thấy nhóm buôn người liên quan là một nhóm người Phúc Kiến hoạt động ở Đông Trung Âu, Đức và Pháp. Tổng cộng 55 người, đàn ông và 4 phụ nữ đã đi từ Trung Quốc mỗi người đã trả 20.000 bảng Anh khi đó. Họ dùng hộ chiếu Trung Quốc hợp pháp để bay sang Bekrat. Tại đây, họ nhận hộ chiếu giả để được đưa vào Hungary. Con đường đi lậu dẫn họ sang Áo, Pháp rồi tới Hà Lan, nơi họ được cho vào nhà tạm trú. Tại Rotterdam, họ được đưa vào xe tải và chở cà chua để đi vào Anh. Và hai phụ nữ đi cùng đoàn thì sống sót sau vụ này. Và sau trong đó thì có 58 người thì đã chết ngàn. và cả hai cả hai trường hợp. Ngoài ra, cả hai trường hợp của Trung Quốc bị chết trên đường trốn vào Anh thì cuối cùng chính phủ Anh vẫn trả tiền để chở nguyên xác nạn nhân về quê an táng. Đây là thông tin tiếp theo. Trung Quốc không trả tiền. Chính phủ Trung Quốc từ chối trả tiền để vận chuyển xác nạn nhân về nước. Sau 7 tháng tranh cãi, rốt cuộc bộ trưởng nội vụ Anh khi đó là Jack Trout đồng ý rằng tiền thuế của anh phải được dùng để trả, tổng cộng là 150 000 bảng, lấy lý do nhân đạo để đưa những người Trung Quốc đó về nước. Sau này vào năm 2004 xảy ra vụ việc một nhóm người lậu Trung Quốc chết đuối khi bắt sò ở vịnh ờ uh, một Anh quốc. Đây là những hình ảnh của những nạn nhân trong uh, vụ chết đuối đó. Trung Quốc cũng từ chối trả tiền để đưa xác họ về nước, rốt cuộc anh cũng đồng ý để trả tiền đưa họ về quê hương. Và với những thông tin trên, nếu những người nhà của 39 nạn nhân bị chết trong quân tương đông đông lạnh tại Anh cũng có khả, khả năng sẽ được chính phủ Anh trả tiền đưa nguyên xác về Việt Nam nếu họ yêu cầu mạnh mẽ chính phủ cả hai nước làm điều này. Còn đối với chính phủ Việt Nam thì có lẽ họ cũng như chính phủ Trung Quốc sẽ không trả tiền để chở 39 xác công dân của mình về lại quê hương. Với trường hợp quá nhiều thi thể để cùng một lúc phải đưa về Việt Nam thì chính phủ Anh có lẽ phải dùng máy bay vận tải thì mới có thể đủ chỗ cho 39 chiếc hòm chuyên dụng, đủ chất lượng để đảm bảo đưa thi thể về tận Việt Nam an toàn và bàn giao cho người thân của nạn nhân. Tới thời điểm này thì ông Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn hoàn toàn im lặng, không hề gửi lời chia buồn tới thân nhân của 39 nạn nhân người Việt Nam đã chết tại Anh rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay, thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và hãy bấm nút theo dõi của YouTube và Facebook Thời Báo .de để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin Cộng hòa Liên bang Đức.